Ngay trước khi chặng đua Monaco Grand Prix diễn ra vào cuối tuần này, McLaren đã chính thức cho ra mắt màu sơn đặc biệt, được thiết kế với 3 màu sắc chính là xanh lá, xanh dương và màu vàng chủ đạo, cùng với chữ Senna được dán ở hai cánh gió trước và sau. Màu sơn này được thiết kế để tri ân tới huyền thoại Ayrton Senna, người đã có 5 chiến thắng liên tiếp tại đây dưới màu áo của McLaren, đồng thời cũng là để kỷ niệm 30 năm ngày mất của tay đua 3 lần vô địch thế giới. Senna luôn có một chỗ đứng và sự tôn trọng rất lớn tại McLaren. Anh ấy là biểu tượng lớn nhất của Formula One. Những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi là hết sức to lớn. Không chỉ là đua xe, mà còn cả con người anh ấy nữa. Chúng tôi sẽ đua vì Senna ở trường đua thành công nhất của anh, dưới màu cờ xanh lá, vàng và xanh dương. Oscar Piastri và Lando Norris cũng sẽ sử dụng chiếc mũ bảo hiểm được lấy cảm hứng từ chiếc mũ biểu tượng của Senna cho chặng đua tuần này. Không chỉ chiếc Mercedes-38 mà chiếc McLaren Senna cũng được ra mắt phiên bản đặc biệt với chỉ duy nhất một chiếc mang tên Senna Sempre với ý nghĩa Senna bất tử. Cũng trong chặng đua Emilia-Romagna vừa qua, một chủ đề cũng đã được FIA đưa ra để các đội đua thảo luận. Đó là họ sẽ tăng nặng hình phạt với các trường hợp cố tình mắc lỗi để tạo lợi thế cho đồng đội. Tại chặng Miami vừa qua, Kevin Magnussen đã nhận tổng cộng 35 giây hình phạt. Nhưng đổi lại, người đồng đội Nico Hülkenberg lại được hưởng lợi và giữ vững được vị trí thứ 7 ở cuộc road sprint và lấy được 2 điểm quý giá. FIA đang hướng tới việc thay đổi án phạt thay vì 10 giây như hiện tại trở thành hình phạt đi qua pit lane. Khi đó, tay đua nhận án phạt sẽ bị rơi vị trí ngay lập tức trong cuộc đua thay vì sau cuộc đua như hiện tại. Và đề xuất này đang được nhiều đội đua ủng hộ, trong đó có McLaren. Cố ý hủy hoại cuộc đua của người khác là điều phi thể thao đối với tôi. Nó cần được thay đổi, vì khi bạn ở ngoài top có điểm, thì 10 hay 20 giây nó cũng chẳng quan trọng. Nhưng với những tay đua khác, bạn đã lôi kéo họ ra cùng bạn. Điều đó là không thể chấp nhận được. Magnussen cũng phải nhận 5 điểm phạt và bằng lái sau chặng Miami. Giờ đây anh chỉ cách hình phạt cao nhất 2 điểm, khi đó anh sẽ bị phạt cấm tham gia vào một chặng đua Grand Prix. Nhưng nếu chỉ tính riêng trong một chặng đua, thì có lẽ án phạt 10 giây cũng không nhằm nhò gì với tay đua người Đan Mạch.